Biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vinh hạnh được gặp lại quý vị khán giả trong thời lượng bản tin ngày hôm nay. Bản tin mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua về tình hình an ninh, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, chỉ với một cơn bão mới lướt nhẹ qua Trung Quốc vào tối qua đã khiến người dân ở tỉnh miền Trung nước này không thể chợp mắt bởi tiếng gầm thét liên hồi càng lúc càng mạnh của gió và mưa nặng hạt. Nhiều người bị thương khi ra sức chằng chống nhà cửa, khiến nhiều khu vực giáp với biển tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở, xâm nhập sâu vào đất liền từ 5 đến 10 mét, kéo dài hơn 30 km. Nhiều tuyến kè dọc biển sạt lở nặng, một đoạn bờ biển thuộc tỉnh Chiết Giang dài khoảng 500 mét bị đánh vỡ. Một tờ báo địa phương cho biết cơn bão này không vào đất liền nhưng gây thiệt hại rất nặng nề. Gió bắt đầu thổi vào khoảng 23 giờ tối hôm qua, nhưng từ 2 giờ sáng ngày hôm nay thì cường độ mạnh hơn và kéo dài đến 6 giờ sáng, đặc biệt tại thị trấn Túc Thiên, tỉnh Giang Tô, khá gần tâm bão nên bị tác động mạnh nhất. Dù những tàu cá nơi đây đưa tàu đến nơi neo đậu, nhưng bão đã làm ít nhất 16 tàu cá bị chìm. Nhiều tàu khác khi neo đậu bị đứt dây, sóng và gió lớn đẩy chúng lao thẳng lên bờ, đâm vào những công trình xây dựng ở đó. Đến sáng nay, khi bão vừa tan, nhiều người dân rời các điểm tránh trú về nhà với khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt lộ vẻ lo lắng vì chưa biết tình cảnh của mình ra sao. Theo thống kê ban đầu thì hơn 1.500 căn nhà bị tốc mái, 177 trụ điện nghiêng gãy và hàng loạt cây xanh bật gốc. Cũng trong đêm qua có hơn 260.000 người đã phải xuống hầm trú ẩn trong những trận mưa xối xả liên tiếp tại khu vực tỉnh Hồ Nam Giang Tây. Văn phòng giảm nhẹ thiên tai và phòng chống lũ lụt tỉnh Hồ Nam cho biết mưa lũ đã khiến cho mực nước sông Tương và sông Tư dâng cao do lượng mưa lớn trong nhiều ngày qua. Cùng với việc xả lũ từ hồ chứa thượng nguồn, khoảng 1 giờ sáng nay theo địa phương, tại một nhánh nhỏ của sông Tư đã bị vỡ đoạn đê dài khoảng 20 mét. Ngành chức năng địa phương đang điều chỉnh chậm lại việc xả lũ để tạo điều kiện cho người dân vùng lũ lụt đi sơ tán. Cũng trong tối qua, nhiều người dân địa phương tích cực sử dụng các bao cát để gia cố đoạn đê bị vỡ. Hơn 1.500 binh sĩ được triển khai tới hỗ trợ người dân. Mưa bão ảnh hưởng trên diện rộng tại tỉnh Hà Nam. Nhiều tuyến đường bị ngập, hệ thống cung cấp điện tại một số nơi bị gián đoạn. Ngoài ra, thì lũ lụt còn ảnh hưởng đến các tỉnh khác như Giang Tây và Hồ Bắc. Cơ quan giảm nhẹ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Dương Tử đã đưa ra phản ứng cấp độ 2 vào tối qua nhằm đối phó với tình hình của lũ lụt ngày càng nghiêm trọng. Dự báo chiều cường sẽ đạt đỉnh từ hôm nay đến hết 4 ngày tiếp theo. Mực nước cao nhất tại Chiết Giang có thể đạt 7,35m vào chiều tối nay và rạng sáng ngày mai. Ngoài ra, mưa không ngớt, đập lớn nhất thế giới Oan Minh chịu sức ép. Tối qua, mưa lớn đã tấn công các huyện Kiến Thụy thuộc Châu Tự Trị Dân Tộc Thổ Gia, miền Ân Thi ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Theo tin từ CNN, lượng mưa tại Kiến Thụy được ghi nhận lên tới gần 180mm, gây lũ lụt rất lớn. Còn theo tờ AFP, cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo nhiều nơi trên đất nước sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn trong các ngày tiếp theo. Nước sông dâng cao phá hủy nhiều làng mạc, phố xá và ruộng vườn. Cụ thể, Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết một số nơi ở những vùng này sẽ chứng kiến lượng mưa lên tới 170mm/h đi kèm sấm sét và gió mạnh. Hậu quả của việc mưa lớn không dứt sẽ khiến lũ lụt đã xảy ra tại sông Trường Giang và các con sông lớn khác. Thiên tai tồi tệ này sẽ khiến cho hơn 20 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu người khác. Nhiều đài truyền hình, tờ báo đăng tin như CCTV, Tân Hoa Xã và CVTN còn đăng tải các video miêu tả hiện trường khốc liệt do mưa lũ để lại. Video cho thấy nhiều ô tô trên đường phố bị ngập sâu trong nước lũ hoặc bị nước lũ nhấn chìm, cuốn phăng. Mưa lớn cùng lưu lượng nước nhiều đã khiến con đập Tam Hiệp gặp sức ép lớn. Tính đến 3 giờ sáng nay, hồ chứa Tam Hiệp ghi nhận dòng chảy tối đa là 50.000 m³/giây và dự kiến lên tới 60.000 m³/giây trong đêm. Cụ thể, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang, cơ quan phụ trách theo dõi lũ lụt ở lưu vực sông, cũng đưa ra cảnh báo về mực nước sông lên nhanh ở thượng nguồn và tại hồ chứa Tam Hiệp. Con đập này là công trình 37 tỷ USD chắn ngang qua sông dài nhất châu Á, được xây dựng chủ yếu phục vụ mục đích tạo ra điện năng. Nhưng chính phủ Trung Quốc cũng từng tuyên bố nó có vai trò trong kiểm soát lũ lụt, giảm thiểu thiệt hại lũ lụt gây ra. Các bạn thân mến, theo tin mới nhất vào sáng ngày hôm qua,
tâm bão số 6 đã đổ bộ vào các khu vực ven biển Đông Cảng Liêu Ninh. Theo báo cáo, đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực Đông Bắc Trung Quốc kể từ năm 1949. Đài quan sát khí tượng Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu đỏ vào ngày hôm qua. Đây cũng là mức cảnh báo cao nhất, sức gió gần tâm bão đạt cấp 15, khoảng 58 m/s. Theo các phương tiện truyền thông địa phương của Liêu Ninh vào sáng ngày hôm nay, thành phố này đã cho đóng cửa các trường học danh lam thắng cảnh. Cục đường sắt Thẩm Dương đã từng dừng hoạt động 108 chuyến tàu khách. Hiện các vụ thu hoạch như ngô, đậu tương, lúa ở vùng Đông Bắc đã gần chín. Cơn bão số 6 gây thiệt hại rất lớn cho nền nông nghiệp địa phương. Đại Liên bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão ngày hôm qua. Ba cảnh báo đỏ đã được đưa ra liên tiếp và các hoạt động bình thường của thành phố đều đã phải tạm dừng lại. Theo báo cáo, đã có mưa lớn từ 200 đến 200mm ở các khu vực miền Trung và Đông Hắc Long Giang, hầu hết Cát Lâm, Đông Liêu Ninh và Đông Nam Nội Mông. Đài dự báo đại dương quốc gia của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo sóng màu da cam. Từ trưa ngày hôm qua đến trưa ngày hôm nay, một con sóng khổng lồ cao 8 đến 12 mét sẽ xuất hiện ở Hoàng Hải và một cơn sóng cao từ 4 đến 6 mét sẽ xuất hiện ở khu vực bắc của biển Hoa Đông. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy bão số 6 đổ bộ vào Liêu Ninh với sức công phá đáng kinh ngạc và là cơn bão mạnh nhất ở Đông Bắc Trung Quốc trong 73 năm qua. Gió mạnh cuốn theo mưa lớn khiến nhiều thành phố ven biển và vùng nông thôn phải kích hoạt chế độ quan sát biển lập tức ở khắp nơi. Cơn bão đã tấn công doanh khẩu Liêu Ninh và gây ra một cơn lốc xoáy, các tòa nhà và vật thể bị phá hủy bởi gió giật tung lên trời. Trước đó, theo thông tin từ trang web thời tiết của Trung Quốc, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã phát đi cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm kia. Khoảng 5 giờ sáng ngày hôm qua, tâm bão số 6 ở vào vùng biển phía bắc biển Hoa Đông, Đông Hải, cách biên giới Trung Quốc và Triều Tiên khoảng 1.220 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13, khoảng 40 m/s. Áp suất không khí thấp nhất vùng gần tâm bão là 960 HPA. Bán kính gió mạnh cấp 10, khoảng 110 km và bán kính gió mạnh cấp 12 vào khoảng 70 km tính từ tâm bão. Dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng bắc với tốc độ 10 km/h. Cường độ tiếp tục gia tăng, cấp bão mạnh nhất có thể lên tới 45 đến 50 m/s. Giật cấp 14 đến cấp 15, bão di chuyển vào khu vực phía nam biển Hoàng Hải, tiếp cận khu vực Tây Bắc bán đảo Triều Tiên và Duyên Hải bán đảo Sơn Đông. Dự tính bão sẽ đổ bộ vào khu vực phía Tây Bắc Triều Tiên đến phía đông tỉnh Liêu Ninh vào sáng ngày mai. Có thông tin cho rằng bão đổ bộ vào phía Bắc thường dễ xảy ra họa hơn do ở miền Bắc Trung Quốc chưa có kinh nghiệm phòng chống bão và bão di chuyển theo hướng Bắc. Khi gặp không khí lạnh sẽ xuất hiện mưa lớn rất hiếm thấy. Bão thường đổ bộ vào Liêu Ninh chậm nhất vào tháng 8. Theo báo cáo, đã có 9 cơn bão đổ bộ vào Liêu Ninh kể từ năm 1949. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất cơn bão năm 2021 là đổ bộ trực tiếp vào Liêu Ninh. Nếu như cơn bão số 6 cũng trực tiếp đổ bộ vào Liêu Ninh, thì cơn bão này năm 2023 sẽ trở thành cơn bão mạnh nhất trong 74 năm qua. Tài khoản Weibo, người yêu thích khí hậu Trung Quốc đã phân tích, liệu cơn bão này có trở thành cơn bão mạnh nhất ở Liêu Ninh hay không? Chúng ta cần chú ý xem nó đổ bộ vào Triều Tiên trước hay đổ bộ thẳng vào Liêu Ninh. Theo dự tính, 3 ngày tới do ảnh hưởng của cơn bão số 6 và các hệ thống đám mây xung quanh một số khu vực như Giang Tô, Sơn Đông, Đông Bắc Trung Quốc và phía đông Nội Mông sẽ có mưa lớn đến rất lớn. Theo các video trực tuyến, trận mưa lớn xảy ra ở Thẩm Dương, Liêu Ninh vào ngày hôm qua đã khiến các con đường đô thị bị ngập, xe cộ bị chìm trong nước. Kính thưa quý vị, chỉ sau một đêm, những cơn mưa bọt trắng kỳ lạ trút xuống dữ dội tại Trung Quốc. Nhiều con sông và kênh rạch thuộc tỉnh Phúc Kiến của nước này bất ngờ nổi bọt trắng cao khoảng 1 mét sau khi mưa lớn, khiến hàng chục tấn cá chết nổi lềnh bềnh trên sông Min đang gây quan ngại lớn. Trong khi đó, người dân tiếp xúc với thứ bọt trắng sau khi cơn mưa ngày hôm qua đã phản ánh nhiều triệu chứng khác nhau. Có người cảm thấy nóng bừng ở mặt và môi. Một số người miêu tả cảm giác như bị kim chích ở tay hoặc ngứa ngáy. Điều này đã làm dấy lên nỗi lo sợ về nguy cơ sắp xảy ra một thảm họa sinh thái. Trước sức ép của người dân, các quan chức địa phương chỉ trả lời rằng điều tra đang được tiến hành và phủ nhận có điều bất thường về nước trên sông. Mặc dù cá chết liên tục, ngay cả khi người dân nói rằng nước biển thành màu đen và có lớp dầu trên mặt thì chính quyền thành phố này khẳng định đã thu thập các mẫu nước và đất, kết quả kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia. Nước mưa không gây nguy hiểm cho người dân, người ta cho rằng
nhà máy dược phẩm nằm gần thượng nguồn có trách nhiệm trước tình trạng ô nhiễm gây ra tình trạng cá chết hàng loạt. Dẫn nguồn tin từ tờ báo Đại Lục đưa tin, từ chiều ngày hôm qua, tỉnh Kiên Giang, Trung Quốc xuất hiện những cơn mưa bọt trắng to dữ dội, tạo ra một chiều cường khổng lồ đã đẩy toàn bộ số cá chết tới cửa sông, khiến chúng bị kẹt vào một hệ thống bơm nước rồi trôi vào hồ nước. Hàng trăm ngàn con cá đã được nhìn thấy chết tại sông Bin từ tối ngày hôm qua. Mới đầu, nó được phát hiện ở một phần của sông Bin Giang, chảy qua thị trấn Xuôi và đạt đỉnh điểm vào ngày hôm nay. Giờ đây thật sự kinh hoàng khi người ta gần như không còn nhìn thấy sông Bin bởi nó đã bị phủ dày đặc bởi lớp cá chết. Người dân quan ngại về tình trạng ô nhiễm gây ra hiện tượng này, nhưng chính quyền địa phương lại cho rằng sự việc xảy ra do sự thay đổi độ mặn trong hồ nước. Tuy nhiên, đồng thời chi cục nghề cá Trung Quốc đang dẫn đầu một nhóm điều tra sẽ rất sớm phát hành một báo cáo điều tra. Theo một phát ngôn viên chính quyền quận cho biết, chúng tôi đã đến khu vực được thông báo có tình trạng nổi bọt trắng sau mưa, thu thập các mẫu nước và đất, kết quả kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, nước mưa không gây nguy hiểm cho người dân. Những hình ảnh của tình trạng cá chết là dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của khu vực nơi có rất nhiều trang trại nuôi cá. Quận Suchen cách khoảng 100 km từ Phúc Châu là nơi sản xuất cá chép lớn nhất và cung cấp hơn 125 tấn cá cho thị trường mỗi ngày. Asian News đưa tin, Ran San, một quan chức thuộc quận Fortin cho biết, ngành thủy sản địa phương và các cơ quan bảo vệ môi trường đang tiến hành điều tra và phân tích nước. Chúng tôi đang huy động người và tàu cá các loại xe xúc cá chết và chúng tôi sẽ chôn sâu dưới những ngọn đồi gần đó với vôi để phòng ngừa chúng làm tổn hại đến môi trường, ông nói. China Daily đưa tin, người ta cho rằng nhà máy dược phẩm nằm ở thượng nguồn có trách nhiệm trước tình trạng ô nhiễm gây ra tình trạng cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, chính quyền chỉ trả lời rằng không có bất thường nào được ghi nhận. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành hết chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu có những thắc mắc, xin quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới mỗi video để đội ngũ biên tập viên của chúng tôi kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.